cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua, tình hình giao tranh ở pháo đài thép, vấn đề đạn dược được khắc phục, Nga tấn công gấp đôi vào Bắc Mút. Trước mưa bom bão đạn của những kẻ xâm lược, Ukraine thừa nhận tình hình rất khó khăn, nhưng trên tất cả họ vẫn đứng vững. Tăng số lượng và cường độ tấn công đòi hỏi đánh đổi tương đương về nhân lực, Hoa Kỳ cho biết Wagner PMC đang chịu tổn thất nặng nề theo hướng Bắc Mút. Tiếp tục sẽ là một chiến công mãn nhãn của những chiến binh vệ quốc lính dù Ukraine dán đòn sấm sét vào cứ điểm của quân Nga ở Donetsk, khiến công sự của quân xâm lược nổ tung. Tận cùng của sự tuyệt vọng, chỉ huy Nga bất lực nhìn xe tăng quân mình bị Ukraine thổi bay thành từng mảnh. Mới đây như đã hứa, Ngũ Giác Đài đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có đạn cho pháo phản lực HIMARS và các hệ thống phòng không CUAS. Cuối cùng là những thông tin và thông số cơ bản mà The Second Post đã thu thập được về vũ khí phòng không mới này. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Mô-li-phan sẽ được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả thân thương của đờ Post. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn đờ Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và trung thực mỗi ngày. Ngay sau đây mời quý vị đến với những cập nhật mới nhất tình hình chiến sự nga-Ukraine 24 giờ qua. Mở đầu bản tin chiến sự hôm nay sẽ là cập nhật mới nhất tình hình giao tranh ở pháo đài thép. Được biết, khi tình hình thiếu đạn dược của lính đánh thuê Wagner, điều mà ông Trump Wagner và Prigozhin từng đề cập kết thúc nhanh chóng, Nga đã tăng gấp đôi các cuộc không kích và pháo binh vào mặt trận Bakhmut, theo Rafda. Các cuộc pháo kích vào Bakhmut không ngừng một giây, lực lượng tác chiến đặc biệt của ukraine sof đã trích dẫn cuộc phỏng vấn với một quân nhân có bí danh sokyu chim ưng thuộc sof đang chiến đấu tại bakhmut trong cuộc phỏng vấn sokyu nhấn mạnh rằng lực lượng nga hiện có đầy đủ đạn dược đối phương từng gặp vấn đề về đạn dược người đứng đầu wagner nói rằng họ không có đạn dược nên không thể tiếp tục tấn công đó là thời điểm tuyệt vời để chúng tôi đột kích và phục kích các đơn vị của họ nhưng tất cả đã kết thúc nhanh chóng, đạn dược đã được chuyển đến cho họ, pháo binh và các cuộc không kích của họ hiện đã trở nên dữ dội gấp đôi. Quân nhân Ukraine nói, theo lời kể của quân nhân SOF trên, pháo binh Nga hoạt động không ngừng, các cuộc pháo kích không ngừng một giây. Quân Nga đang triển khai toàn bộ các đơn vị tấn công đến thành phố Bakhmut. Người Nga chịu tổn thất nặng nề, nhưng các lực lượng mới sẽ nhanh chóng lao vào trận chiến để thế chỗ những người thương vong. Sukhiu cho hay, theo Sukil, Ukraine không nên đánh giá thấp người Nga bởi họ cũng có động lực chiến đấu của riêng họ. Sĩ quan Ukraine đặc biệt lưu ý rằng tình hình ở Bakhmut đang ở thời kỳ khó khăn nhất, dân thường đang phải hứng chịu thiệt hại nhiều nhất từ cuộc chiến này. Theo các ước tính khác nhau, từ 4.000 đến 4.500 người dân vẫn cố bám trụ tại Bakhmut. Họ không được tiếp cận với nước và điện, đồng thời bị pháo kích liên tục, nên chủ yếu phải sống trong các tầng hầm tăng số lượng và cường độ tấn công cũng dẫn đến sự đánh đổi tương đương về nhân lực. Hợp Chủng Quốc, Hoa Kỳ thấy rằng lực lượng của Wagner PMC đang chịu tổn thất nặng nề theo hướng bắc mút. Điều này đã được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến tuyên bố của đại diện Tòa Bạch Úc, được nhà báo Jeff Sheldon của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích dẫn trên Twitter. Ông lưu ý rằng Wagner PMC không tha cho các chiến binh của mình và thực sự ném họ vào máy xe thịt. Mỹ đang chứng kiến Nga hứng chịu tổn thất nặng nề với quân đội của Wagner thực sự bị ném vào cối xây thịt, đặc biệt là tại Bakhmut, Sardin viết. Tòa Bạch Ốc cho rằng lãnh đạo của nhóm Wagner cũng thể hiện thái độ coi thường binh lính của họ một cách đáng kinh ngạc. Trước đó, RBC Ukraine đã báo cáo rằng Nga đang tìm cách tài trợ và phát triển các công ty quân sự tư nhân thay thế PMC để cuối cùng thay thế tập đoàn Wagner trong vai trò chiến đấu quan trọng của họ ở Ukraine. Vào tháng 1 năm 2015, tin báo Anh báo cáo rằng nhóm Wagner trên mặt trận Nga-Ukraine đã lên tới 50.000 người. Tiếp tục sẽ là những chiến công mãn nhãn của những chiến binh vệ quốc. Nhóm lính dù của lữ đoàn tấn công đường không Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt quân Nga tại một trong những vị trí của đối phương ở khu vực Donetsk. Quân đội Nga đã thiết lập các công sự của họ trong một khu rừng giữa những cánh đồng được bao phủ bởi các hố đạn pháo và các vụ nổ mìn lính dù thuộc lữ đoàn Jäger số 71 của lực lượng tấn công đường không Ukraine đã phát hiện vị trí của quân Nga và tiến hành một cuộc tấn công. Pháo binh Ukraine đã trút hỏa lực vào các công sự và nhân lực của đối phương. Lữ đoàn Jäger đã xuất bản một video về cuộc tấn công. Quân đội Ukraine chưa tiết lộ thời điểm chính xác của cuộc tấn công. Lính Nga đã dựng trại tại một trong những quận của vùng Donetsk với hy vọng tiếp tục tấn công các vị trí của lữ đoàn Jäger số 71 của lực lượng tấn công đường không Ukraine. Tuy nhiên, các UAV của chúng tôi đã nhanh chóng phát hiện ra ý định của họ và chúng đã điều thêm lực lượng đến đó để tấn công họ. Pháo binh của lữ đoàn cũng đã bắn phá, làm các công sự của họ nổ tung thành từng mảnh. Quân đội Ukraine nhấn mạnh, sau cuộc tấn công của Ukraine, người Nga đã mất nhiều quân nhân vốn đang ẩn nấu trong chiến hào hoặc đang di chuyển gần đó. Nếu nhân lực đứng đầu thì xe tăng cũng được vinh dự xếp ở vị trí liền kề trong danh sách những mục tiêu dễ bị tổn thương và tổn thất thảm khốc nhất của quân Nga, một đoạn video được đăng tải trên mạng mới đây cho thấy, thời điểm một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy, nổ tung thành từng mảnh ở chiến trường Ukraine, một chỉ huy Nga đã có mặt và chỉ biết bất lực nhìn, Newsweek đưa tin. Đoạn video được đăng trên Reddit đã cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào một chiếc xe tăng T-80BV của Nga ở khu vực Lugansk, miền đông Ukraine, ngay trước mắt chỉ huy lực lượng của Moscow. Trong đoạn clip, một chiếc xe tăng Nga đã bị tấn công và bốc cháy. Sau đó, chiếc xe tăng này nổ tung thành từng mảnh. Một chiếc xe tăng khác vội quay đầu và có thể nhìn thấy những bóng người được cho là tổ lái xe tăng Nga chạy trốn khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Theo thống kê riêng của Oris, một nguồn mở của Hà Lan, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã mất 1.909 xe tăng, trong đó có 1.156 chiếc bị phá hủy và 553 chiếc bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Tính đến thứ Hai ngày 3 tháng 4, theo Oris, trong số xe tăng Nga đã mất có 277 chiếc T-80BV, loại xe tăng được đề cập trong video vừa được tải lên Reddit. Tuy nhiên, con số thực có thể cao hơn vì Oris chỉ ghi lại các thiệt hại được xác nhận trực quan. Vào giữa tháng 2, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, Nga đã mất tới một nửa số lượng xe tăng quan trọng trong 9 tháng đầu tiên của cuộc chiến. Vào thời điểm đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cũng đưa ra ước tính rằng Nga có thể đã mất khoảng 50% số xe tăng mà họ đã triển khai trong cuộc chiến. ISW cho biết vào ngày 22 tháng 3 rằng Nga cũng có thể đã rút các xe tăng cũ, chẳng hạn như T-54 và T-55 khỏi kho lưu trữ dài hạn để triển khai trên chiến trường. Tuy nhiên, quân đội Nga có thể phải đối mặt với số thương vong cao hơn khi sử dụng xe tăng cũ ở Ukraine, ISW bình luận. Mới đây như đã hứa, Ngũ Giác Đài đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có đạn cho pháo phản lực HIMARS. Mỹ sẽ tiếp tục cung ứng cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu trước mắt của Kyiv trên chiến trường và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn. Ngũ Giác Đài cho biết khi công bố gói viện trợ quân sự 2,6 tỷ USD, gói hỗ trợ gồm 500 triệu USD rocket cho pháo phản lực HIMARS, đạn cho hệ thống phòng không Patriot, NASAM, đạn pháo và đạn cho các vũ khí hạng nhẹ. Theo các quan chức Mỹ, các loại đạn dược sẽ được rút trực tiếp vật tư từ kho vũ khí để có thể nhanh chóng chuyển tới Ukraine. Mỹ phân bổ 2,1 tỷ USD còn lại vào quỹ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine để mua các loại đạn, radar và vũ khí trong tương lai. Với động thái này, tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine sau khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022 là hơn 35 tỷ USD. Các quan chức quốc phòng Mỹ khi điều trần trước Quốc hội tuần trước tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ Kyiv đến cùng. Chúng tôi rất trân trọng những gì Mỹ đã làm trong tháng qua để giúp Ukraine chuẩn bị phản công. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Mỹ, trước cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hôm nay. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giữ cam kết và là tấm gương cho các đồng minh khác. Mỹ công bố gói viện trợ mới trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp tục giữa Nga và Ukraine diễn ra tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ukraine tuyên bố cố thủ tại Bakhmut nhằm làm hao mòn lực lượng tiến công của Nga để mở đường cho cuộc phản công sau đó. Ukraine đang hối thúc đồng minh chuyển một số khí tài như hỏa tiễn phòng không Patriot, xe tăng chủ lực và tiêm kích do phương Tây sản xuất. Các đồng minh của Ukraine đã đồng ý chuyển hỏa tiễn Patriot và xe tăng, song tiếp tục từ chối đề nghị giao tiêm kích như mẫu F-16. Trong gói viện trợ mới vừa được đề cập ở trên của Mỹ, Ukraine cũng sẽ nhận được các hệ thống phòng không CUAS, sau đây là những thông tin và thông số cơ bản mà The Sun Post đã thu thập được về vũ khí này. Theo đó, hệ thống phòng không hỏa tiễn dẫn đường bằng laser di động CUAS được sản xuất bởi Northrop Grumman Armament System, là một công ty của Mỹ tham gia phát triển và hiện đại hóa các hệ thống đối phó cho máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết Ukraine sẽ nhận được mẫu c nào. Nhà báo VOA Jeff Sheldon đề cập đến phát ngôn viên ngũ giác đài nói rằng Hoa Kỳ muốn mua hệ thống phòng không di động cho Ukraine để có thể dễ dàng phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái tương tự như những chiếc do Iran sản xuất. Northrop Grumman Armament System đã phát triển một hệ thống Mobile Acquisition Queuing và F-Factor được trang bị radar, cảm biến RF và tổ hợp chỉ huy và kiểm soát, cũng như một số phương tiện phòng không Scorpion được trang bị pháo M230LF Bushmaster 30mm MACE bao gồm một hệ thống an ninh trên không và mặt đất đa mục đích có thể thực hiện các hoạt động chống máy bay không người lái nó có khả năng phát hiện các mối đe dọa trên mặt đất và không người lái ở khoảng cách xa các khả năng tiên đoán nâng cao giúp rút ngắn chu kỳ và quyết định trong chuỗi tiêu diệt, xác định, phân loại và ưu tiên mục tiêu ở tốc độ gần như máy móc. Điều này đạt được thông qua sự kết hợp của các cảm biến và khả năng tự trị trí tuệ nhân tạo của hệ thống. Giám đốc Northrop Grumman ở cho biết của hệ thống phát triển kinh doanh Robert Manti, công ty cũng đã phát triển hệ thống SIRAM để giải quyết các nhiệm vụ tác chiến khẩn cấp nhằm bảo vệ quân đội khỏi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn pháo binh và súng cối trong bốn lĩnh vực chính phát hiện cảnh báo đánh chặn và phản ứng và Asiram C2 là một hệ thống mô đun mở cho phép tích hợp dễ dàng và nhanh chóng với các cảm biến, bộ hiệu ứng và hệ thống cảnh báo có sẵn để cung cấp khả năng phòng thủ nhanh chóng theo thời gian thực trước các mối đe dọa và cơ động tầm ngắn. Hệ thống này đã được tích hợp vào thành công của CUAS. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hệ thống chống máy bay không người lái CUAS của tập đoàn Northrop Grumman đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm hệ thống phức tạp nhất cho đến nay. Bên cạnh đó, quân đội Hoa Kỳ gần đây đã trình diễn thành công hệ thống dẫn đường bằng laser ABKWS mới của Bear System, biến hỏa tiễn thông thường thành vũ khí thông minh để chống lại các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ. Công nghệ mới đã được thử nghiệm tại Yuma Proving Ground ở Arizona và cho thấy hiệu quả 100% trong việc tiêu diệt máy bay không người lái nặng từ 11 đến 23 kg bay với tốc độ hơn 160 km h hệ thống APKWS dựa trên một hỏa tiễn hiện có có thể giảm đáng kể chi phí phát triển và sản xuất. Theo đại diện của Bell System, giá của hệ thống APKWS sẽ thấp hơn đáng kể so với các hệ thống chống máy bay không người lái hiện có. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Hy vọng quý vị sẽ ủng hộ The Second Post bằng cách nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.